Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm chè khúc bạch. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta cân 20g gadolin. Ta đổ vào đây một lạng nước. Mình đổ cho gadolin á, nó nở. Tiếp theo, ta đi quậy sữa. Đây là nửa lạng đường, tức là 50g đường. 50g đường mình đổ vào trong cái tô này. Và ta đổ vào đây một bịch sữa tươi không đường. Ta bắt đầu quậy cho tan đường. Trong cho khi quậy cho tan đường, ta đi bật bếp cho nước nóng. Bây giờ sữa tươi của mình quậy với đường đã tan xong rồi, ta để qua một bên. Và nồi nước của ta đã nóng già rồi. Ta bắt đầu đổ vào cái tô này. Và bây giờ ta bắt đầu ngâm cái chén gadolin vào trong cái tô này. Ta bắt đầu quậy. Gadolin này tức là, các bạn biết là cái gì không? Ở đây là da động vật. Cái này tất cả mọi thứ là mình mua ở trong hàng tạp phẩm, hàng đường sữa. Vani, gadolin và sữa tươi và đường. Vani nó mua hết ở trong hàng tạp phẩm là hàng đường sữa. Trái vải ta cũng mua trong hàng đường sữa. Và nấm tuyết ta cũng mua trong hàng đường sữa. Cái này các bạn muốn cho nấm tuyết cũng được, mà không cho nấm tuyết cũng được. Đúng ra là chè khúc bạch của nó chỉ là màu trắng không thôi các bạn và các cháu ạ. Nhưng mà tự vì ta muốn cho nó đẹp thì ta cho màu xanh màu đỏ thôi, chứ đúng ra chè khúc bạch chỉ là một màu trắng thôi. Khúc tức là sắc từng khúc, và bạch tức là trắng. Mình thì mình thích cho đẹp thì mình cho 2-3 màu vậy thôi. Bây giờ thì gadolin của ta đã đông, đã chảy hết rồi. Chảy thành nước hết rồi, tan thành nước hết rồi. Ta bắt đầu
đổ chung vào trong cái tô sữa này. Bây giờ ta bắt đầu múc gasoline cho ba cái chén. Và bây giờ ta đổ một ít màu lá dứa ra cái chén này. Và đây là màu siro. Vậy là ba chén ba màu các bạn ạ. Bây giờ ta bắt đầu bỏ vào tủ lạnh. Trong khi mình chờ đợi cho gasoline nó đông, ta bắt đầu đi nấu nước đường. Đây là một lạng nước đường, một lạng đường. Và đây là một lạng nước. Mình cho vô một chút xíu muối. Mình cho muối để cho nó đầm và nó ngon. Và ta bỏ vào đây một chút vani. Ta bắt đầu đặt nồi đường trên bếp và ta đun sôi. Bây giờ thì sau 4 tiếng đồng hồ thì gasoline của ta đã đâm rồi, ta bắt đầu xắt gasoline.
bạn và các cháu ơi, bây giờ mình đã xong hết rồi, bây giờ ta bắt đầu đi thưởng thức. Đây là một ly đá. Và mình cũng quên giới thiệu cho các bạn, đây là đường phèn mà mình đã xay xay rồi, mình nấu cho nó nhanh. Một lạng đường phèn. Ta bắt đầu chan cái quả vải vô trước. Mình chan nước đường vô. Bây giờ ta bắt đầu đi ăn chè khúc bạch. Ta bỏ lên đây một ít hạnh nhân. Các bạn nhìn, các bác cháu nhìn ở đây là một tô chè, đây là một tô gasoline ba màu, màu xanh, màu trắng, màu hồng. Và đây là hạnh nhân. Còn ở đây là long vải. Mình mua vải cũng được mà mình mua nhãn cũng được. Mình cho thêm một chút nước đường nữa, tại vì mình ăn ít cho nên mình nấu ít thôi. Và mình xin có đôi lời với các chị em và các cháu như vậy, là có một người gọi điện, có một người nói với mình rằng bánh bò con làm là đạt lắm, nở lắm nhưng mà hơi bị chua. Thì cái clip á, cái tin nhắn á, nó bị ẩn, mình không trả lời được. Thì hiện nay mình trả lời cho các bạn như vậy, tại vì có thể là mình để bột nó dậy quá nó chua cũng có, mà bánh bò thì thường thường là hay chua tại vì ủ rất là lâu. Và có một bạn nói vậy, ủ bánh bò thì bột rất là dậy nhưng mà khi vớt ra thì bánh bò lại xẹp xuống. Cái đó là chuyện bình thường, tại vì mình vận sự khởi đầu nam mà mình làm bánh bò mình biết làm từ lâu lắm rồi, biết làm từ năm 2000. Mà năm đó có một lần mình làm tới 600 cái bánh bò. Nhưng mà đến bây giờ cách đây 17 năm thì mình làm lại vẫn bị hư. Mình chỉ cần sơ ý một tí thôi, cơm rượu mà non một cái cũng không được, mà cái non cũng không được, mà khi mình ủ lên bột rồi mà ủ chưa tới cũng không được. Mà nếu mà cái non á thì ta để, có khi ta để cả mấy ngày nó cũng không có được luôn. Nó như vậy thôi. Ủ mình hấp lên thì nó phồng lên, xong bỏ ra nó xẹp xuống, mà mình có thể để mấy ngày nó cũng vậy thôi. Thì ta cố gắng, bây giờ ta làm lần này không được, ta làm lần sau làm hoài nó sẽ được. Mình làm cái gì cũng vậy, mình phải cố gắng. Chứ còn mình mà làm hư một cái là mình thôi là mình không được. Mình làm cũng vậy đó, mình hồi xưa mình làm, trời ơi, phải nói là mấy chục lần mới được bánh bò. Mà tới bây giờ này có khi lần mới đây nè, làm 3-4 lần mới được. Tại vì cái non cũng có, rồi ủ chưa tới cũng có, mà cơm rượu non cũng không được nữa, bánh bò nó khó lắm. Các chị em chịu khó, là bây giờ chúng ta cố gắng thua cái này ta bày cái khác, làm mãi mới phải được. Thôi thì đã hết giờ rồi, mình đã hoàn thành cái chè khúc bạch rồi. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.